bịch đậu này á, đây Food Bank San Diego, Food Bank họ đem tới đây họ cho để cho học sinh lấy đó. Rồi cái đây có gạo luôn, cũng Food Bank, thấy không? Đó, cứ học sinh nha, đây cho học sinh, cứ thiếu ăn rồi đem tới đây. Bên đó là cái phòng đó là phòng để vô kiểm tra bài. Có nghĩa ví dụ như em ở level nào em vô em kiểm tra bài đó trước, nó mới em làm một cái bài test kiểm tra, nó mới phân loại ra em là em đang ở level nào. Ví dụ bữa em mới qua thì em ra từ level 1 tới level 7 thì em ở level 5, 5 rưỡi. Rồi nó mới phân mình vô lớp học. Nó phân mình vô lớp học thị trường, chỗ 100 này là lớp học. Còn cái khu bên đây anh thấy là nguyên cái tòa nhà này là của văn phòng và là của Food Pantry, phát thức ăn cho học sinh. Rồi thường anh đã cứ đi trước đi. Hôm nay tới gặp được cô gái đầu lông. Các bạn nghe cái tiếng là các bạn biết nha, nhưng mà cô gái đầu lông là xin phép không có tiết lộ cái mặt ra được. Đó. Đây là trường của cô gái đầu lông học nè, miễn phí. Bên em student service là cái chỗ đó, là nguyên cái văn phòng và food pantry ở trong đó. Cái khuôn viên cái trường nó bự không, của Mỹ Đế không, miễn phí à? Nó rộng rãi, thức ăn miễn phí cho người, cho học sinh và người vô gia cư là nó phát ở cái khu này. Đó, ở đây nó nấu taco, nó nấu đồ ăn nóng sẵn rồi nó phát cho mình luôn. Rồi trái cây, rau củ quả này nọ, mỗi người lần mỗi phần lần bịch bự đem về. Mà chồng em thì ông nó đâu thiếu đồ ăn đó, đó. Để cho người khác lấy. Tụi Mỹ nó rất là đàng hoàng. Đúng rồi. Nó, khi mà nó không cần thì nó sẽ không lấy. Nó sống một cái cách văn minh như vậy đó. Đúng rồi. Cái em nói ông ở nhà ông đâu mua ba cái quýt này nọ đâu, thì tôi lấy về tôi ăn thôi chứ gì đâu. Tại chị ở nhà ông đâu có mê ăn quýt. Mua một bọc về thì có nhiều quá. Cái bọc ở trong Costco nhiều lắm. Em ăn không hết. Rồi giờ cái giống như em nói cái tòa mà 200 này nè anh Đạt, là cái tòa này là cái phòng là chỉ dành có laptop này nọ, văn phòng này nọ các cái. Và anh thấy cái chiếc xe của police ở đó là cũng có police ở đây canh gác cho mình này nọ. Là vô cái phòng này kiểm tra mà ngày đầu tiên vô, trước khi muốn vô trường đó là vô cái phòng này thông qua bài test trước, họ mới phân loại ra là mình đang ở level nào, sau đó là họ mới phân cho mình cái lớp nào. Khi mà mình họ phân ra lớp học rồi thì mình qua bên cái chỗ tòa 100 này để mình học. Rồi đây nó dạy chữ thôi, nó có dạy nghề không trong cái trường này? Nó có liên kết với đại học và cao đẳng á. Community nó có liên kết với college. Vậy này cái dạy chữ thôi, dạ, không có dạy nghề. Dạy nghề. Nhưng mà nếu mà anh dạy nghề thì bên cái chỗ với tòa 300 này là student service á, là anh qua bên này nó có một cái counselor, nó sẽ định hướng cho mình cái rồi. Ví dụ như anh đang bị cảm thấy confused, bị cảm thấy hoang mang lo lắng tương lai mình sẽ làm gì, thì em cũng từng vô đêm hỏi là tôi muốn học cái này, thì họ sẽ định hướng, họ sẽ vẽ ra một cái sơ đồ cho mình là muốn học cái này mình sẽ cần cái gì. Và ví dụ như bây giờ hồi xưa em làm bên Việt Nam, em làm thông dịch viên. Nhưng mà khi mà em qua bên đây em cảm thấy cái nghề thông dịch viên bên này kiếm tiền không có còn nhiều giống như là ở bên Việt Nam nữa. Thì là em hỏi thì họ định hướng cho em là nếu như mà em thích thì em có thể theo. Tại vì em nói được 3 thứ tiếng. Và cái ngành nurse thì khi trong cái bệnh viện đó anh, mình tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, họ rất là cần những cái người biết nói nhiều tiếng ngôn ngữ. Nên là họ định hướng cho em. Rồi mình học nurse mấy năm, 2 năm hả? Học nurse này anh không phải là ban đầu người thì nói 2 năm, người 4 năm, nhưng mà thật sự là anh phải thông qua một cái 2 năm program nurse, là anh học những cái môn chung là science, khoa học hay là toán hay là này. General á. Rồi nhưng mà mỗi cái bảng điểm của cái môn đó là anh phải là A plus hết, là anh phải là tuyệt đối cao hết. Vậy hả? Khi mà anh tuyệt đối cao xong rồi nó sẽ xét duyệt anh từ nửa năm, một năm hoặc là một năm mấy. Để lên cái nurse program là mình học chuyên ngành đó. Thì nó phân ra college và university, có nghĩa là cao đẳng và đại học đó. Nếu mà anh học nurse college á, thì là anh chỉ thêm 2 năm nữa. Còn nếu mà anh học nurse của đại học là anh thêm 4 năm nữa. Coi như tổng cộng là một cái nurse của cao đẳng á, cộng luôn 2 cái năm của cái chương trình program á, là mình sẽ có 4 năm và 6 năm, chứ nó không phải 2 năm.
Còn cái của em đem em đang theo đuổi là em đang theo đuổi cái nurse mà aesthetic nurse là chuyên về da. Oh, nên là nếu mà em có cái bằng nurse xong rồi em phải đi học một cái bằng chuyên về da riêng nữa thì em mới ra em mới có thể là làm ví dụ laser, tiêm botox, tiêm filler. Oh, okay. Còn ở Việt Nam anh mấy đứa mà tiêm filler là học 2-3 tháng là lên tiêm ra tiêm luôn xong luôn. Còn bên đây á, chỉ cần là em chỉ đi học về da thôi là em đã học về cơ thể học, cơ thể con người, thần kinh ở đâu, bản massage ở đâu, huyệt ở đâu, như thế nào là nó dạy hết. Và mỗi tuần giống như em có nói với anh Đạt là thứ 6 là em đều có bài kiểm tra, có nghĩa là em học xong cái chapter đó rồi, em phải pass qua cái chapter đó, nó mới cho em move tiếp. Còn nếu mà không pass thì thứ 2 tuần sau nó cho mình thi lại ngày đó. Và nó chỉ cho mình thi lại đúng 3 lần thôi, lần thứ 3 mà thi không được là nó kick mình ra khỏi trường. Thì học ở đây nó rất là căng thẳng nhưng mà thật sự là nó cũng có một cái bài bản sẵn rồi, mình chịu chỉ cần mình chịu khó mình siêng học thì mình sẽ ok. Rồi ok, giờ mình đi vô ha. Giờ mình đi vô chỗ đó ha. Người thấp với người cao luôn đó. Học phi. Đó, học rồi nó sạch sẽ. Cái trường học trò mới tanh, không biết trường này bao lâu mà nó sạch sẽ ha. Trường này cũng mấy chục năm rồi. Còn cái này bên đây là văn phòng. Bên đây là cái lớp em học hồi xưa. Để em chỉ cho anh Đạt coi phía bên tay trái của anh cái lớp bên đó. Bây giờ nó có một cái hiện đại là sau cái dịch á, ngoài việc mà nó dạy anh ở trường, nó có dạy online luôn, có nghĩa là nó vừa kết hợp cái lớp đó là hai cái cùng lúc. Nó gọi là high flex. Là cái lớp đó là ví dụ như anh muốn tới trường anh học nè, cái lớp bên tay trái nè, 119 nè, là anh muốn tới trường anh học thì anh vô đây anh học. Rồi anh nhìn lên phía trên, ở trên cái bảng trên tường á, là nó có cái đó. Anh thấy cái tivi không? Anh thấy cái đó nó... Cái đó là nó liên kết để nó học trên mạng, trên online Zoom. Thì là ví dụ như mình không tới trường học được thì mình có thể học online trên Zoom. Cô giáo có thể vừa dạy mấy bạn ở đây, vừa dạy luôn. Thì phòng này gọi là phòng highless. Còn mấy cái phòng này là mấy cái phòng bình thường thôi. Ở đây hiện tại chỉ có từ 2 cho tới 3 phòng highless thôi chứ không có nhiều. Nhìn Ấn Độ sạch sẽ ha. Sạch sẽ. Một phòng có 2, 4, 6, 8, 10, 12, kết cỡ 20 người ha. Nhưng mà thường lớp học không có nhận tới 20 người. Đông 10, quá. 15 người đổ xuống tại vì không có cho dạy nhiều. Phòng học sạch sẽ dễ sợ. Máy lạnh, nước uống miễn phí. Miễn phí cho ăn, cho uống, cho tiền đổ xăng nữa. Cho tiền đổ xăng, cho luôn cái iPad. Tại sao mình không có, nó biết mình không có tiền đổ xăng hay là mình phải đi ghi danh? Tại vì nó thấy những cái người mà di cư qua đây là không có tiền để đi xe bus, xe nhà cái á. Thì nó nói nếu như bạn cần thiết thì hỗ trợ là nó gửi mail về cho em. Là nó xin như cho mình một tuần hay là hai tuần là 40 đồng. Cái chồng em, cái em mới nói với anh chồng em, anh có cho tiền không? Em đâu cần đâu, không cho lấy, không cho lấy. Mấy em nghĩ là nó không cho lấy. Nhưng mà cái này nó dựa trên nó gọi tiếng Mỹ là hệ thống thành thật. Tức là tôi tin vô sự thành thật của bạn chứ không có cái gì. Dạ đó. Người Mỹ nó ghét, nó xạo, nó láo, nó một lần nó xạo rồi. Việt Nam mình cũng vậy, có câu một lần bất tính, vạn lần bất tin. Nhưng mà giờ cái chữ đó nó xạo quá. Nó gian, nó dối quá. Nãy anh Đạt có quay cái phòng IT với học sinh này không? Dạ. Cái màn hình máy tính to luôn. Rồi vô trong bình luận của em nói là sao cái con nhỏ này nó bịt mặt bột chai đeo theo nhiều đúng như Trang. Tại nói quá đúng à. Nói quá đúng. Rồi bây giờ mình đi đâu? Mình vô coi cái chỗ canteen hả? Dạ. Bên này hả? Bây giờ cái này là cái student center. Còn mà coi đồ để coi còn ở đó không? Rồi giống như hôm bữa đi anh quên ra cái chân. Dạ. Ở Missouri. Rồi mất cái chân rồi. Mất rồi. Mở cửa cho nãy em thấy anh Đạt có cặp chân này. Có mà bỏ trong đây. Thẳng nè. Đây tham quan cái chỗ phòng ăn. Đây có mã số á. Trời ơi máy lạnh nó sướng à. Rồi nó sạch, sạch sẽ. Muốn ngủ. Đó, chưa chưa. Đó. Cái này mà không học giỏi mà thôi. Chỗ ăn, chỗ uống. Chị đưa cho nó deposit 45 đô là nó cho chị đã. Nói đóng tiền máy lạnh là Việt Nam đóng không? Nó chết bà. Đóng tiền máy lạnh. Hồi xưa em ở bên Việt Nam nó đóng một tháng là 2 triệu mấy, 3 triệu tiền Việt Nam.
không nói nói đi học á, đi học á bắt học sinh đóng thấy bà đóng tiền bằng ghế cái student ID của em nè. So maybe rồi. You enjoy the pantry food with the student ID and you wear đấy đặt đóng hiệu chính đi rồi đó anh đặt đóng hiệu chính nhớ lấy luôn này nha. Đó, đây là cho đồ ăn để các bạn Phương để bạn bấm hold cái stop này. Đây các bạn à, bây giờ bạn Hồng dắt mình vô tới chỗ này đó là cái phòng cho đồ ăn của cái trường học và tách khe rất là tốt. Bạn thấy là từ cái nhỏ nhoi nhất như này là bạn Phương giới thiệu mình cũng không thấy cái này là cái à, hả? Ba con sói bên Việt Nam. Cái ba con sói. Cái bao cần xài. Đó. Hello. Yeah. It is one. How are you? Miss Two. Miss Two. Rồi. Two, right? À, Two. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, bây giờ đó là mình bây giờ mình vô mình đây. Đồ ăn thức uống. Muốn lấy bao nhiêu ta? Lấy như sao? Lấy như thế nào? Can you show him how to take your... How many honey pieces do we have to take? Oh, the 10. Oh, like 10. Yeah. 10, 10 one, huh? One. Wow, well, right? Yeah, it's 25. Oh, mình có lấy không? Two different potatoes, two okay. Onions, yeah. One banana. From nhưng mà lấy làm gì nữa? Four different items. Oh, okay. Four maximum, you see? Yeah, four maximum. You can choose four different items, and from here is just one. And if you don't like this option, we have another option, so you can take one. Here has another option like snacks. You can take two. Thái thái cái. And here is you can take two. Yeah. Yeah, mushrooms, tortillas, and everything. Can I ask you before? Like, this from food bank. These items. Some products is from food bank. Some product we the college buy for students. So this one is we bought everything for these items. The small few products is coming so from the school have to buy. Yeah, school buy for the students. Where the money come from? Then they can buy. This is the budget for the. The budget from the state. For the state and for the own owners for the school. Oh, okay. Yeah. And the student. Why? Why the money alone? Yeah. Yeah. We have a Jenny product too. Yeah. Ở đây luôn nè, ba cái đồ ăn, ba cái sức lâu sành rồi có hết. Nào cái đó, đặc biệt nhất là mì gói, chút nữa anh em mình lấy mì gói này ngon này nha. Chút nữa mình ngồi kiếm cái góc nằm xin cái nước sâu ăn thôi. Lấy cái này ngon à. Đấy nè, rồi qua quay đây nè. Cái này là ramen, cái này ngon lắm. Ramen hả, rồi đó. Cái này ngon lắm á, ramen. Đó, cái này là của tiền của trường mua, thử ban mua. Đây là food bank nè các bạn. Bịch đậu này á. À, đây Food Bank San Diego Food Bank họ đem tới đây họ cho để cho học sinh lấy đó. Rồi cái đây có gạo luôn cũng Food Bank thấy không đó, cứ học sinh nha, đây cho học sinh cứ thiếu ăn rồi đem tới đây chicken à, cái này khui ra cái này tuna hả tuna chicken sea of the sea đó, bỏ lên microwave quốc thôi. Cái này là mì gói của mì ly của Mỹ. Còn cái này ớt nè, ớt này đó là Việt Nam không có, Việt Nam không trồng sẽ được cái này á, nghe nói vậy ở Mexico, à, Mexico. Đó là của dân đó, lấy được 5 trái. 5 trái. Rồi ở đây spaghetti. Đó, cái mì Ý nè, đó. Cái này peanut butter. Rồi, cái này là đậu phộng, gì quên, bơ đậu phộng. Cá bơ đậu phộng đúng rồi. Rồi hành tây có. Cái này hộp. Cái này là đậu. Đó, đậu, hộp đậu. Đó, này hộp đậu. Có phở. Yeah. Vietnamese luôn. Oh, Vietnamese phở luôn nè. Đó, đó. Rồi. Cái này là mà trường mua. Cái này là Korean. Của Korean, mì gói. Dạ. Yeah. Nhỏ nhỏ như cũng có ăn, không có nhiều các bạn. Có chuối. Đó, đủ thứ hết. Khoai tây. Khoai tây. Đó. Còn cái này mày lấy được bao nhiêu cái ta? Một. À. Ok. Tuna lấy được được một cái tuna. Một cái hộp tuna là cá ngừ đại dương nè, một hộp bột gạo. Gạo. Một cái entry. Entry là cái nào ta? Chắc cái này nè. À, ở này cơm nè. Cơm.
cái này cơm bỏ vô microwave rồi quất thôi. À, bỏ vô microwave rồi quất liền. Dạ đó. Cái này mua từ Costco mà. Ờ đó. Cái này toàn là Costco. Hàng này ngon nè. Mua từ Costco. Đó bạn thấy ở Mỹ đó cho ăn cho uống đến tận răng. Dạ, anh Alan quay xa xa ra xíu à. Và mấy cái đồ này nãy bà nói nè, cái những này là gì quên nè anh Alan. Nấm, nấm rơm, nấm rơm các bạn. Đó, lấy đường bịch ha. Ồ này về kho, kho nước tương. À, ngon à. Sao? Sao với cái? Hả? You want this? À, đây, bằng hồng lấy một cái. Đó, lấy một cái này được mấy cái. Này được cái chết quán. This one. Nine guys. So the name is that it's two different snack. From here or from in the front. Yeah. Rồi. Lấy được cái này chút ra ăn. Rồi. Rồi cái nữa. Đó sao vậy thôi. Anh Đạt có lấy trái chuối không Đạt? Chuối nè. Chị em hả? Chuối lấy trái. Lấy ớt nè. Ớt ở nhà em có nè. À, anh đó. Có lấy cái này nữa không? Cái này ngon lắm nè. Anh có lấy cái bỏ cái thường cái hả? Cái này ngon nè. Đó. Rồi. Anh Alan show là kem đánh răng, nước, rửa. Rồi hả? Quay rồi, quay rồi. Đó, kem răng. Băng vệ sinh này nọ của phụ nữ có luôn. Đó. Bao con sói. Oh, yes. Yeah, right now. Right now. Oh, before they didn't have it. Cái này lần lấy được mấy cái? How many you can take one? Two or three. Two or three. Yeah. It's a pen. Yeah. Nè, trời ơi, có treo luôn hả? Yeah. Đó. Mà băng vệ sinh phải hai loại, chị một cái thông hay một cái kia. Em là xài quen loại truyền thống rồi. Công nhận hay nghe trường. Can take three. Áo mưa đó, này là cho áo mưa luôn. Đó. Rồi những cái này là chị cần support cái gì là chị liên lạc với nó luôn. And you can come in here and enjoy two different information about the products, about student the student health service. Cái anh senior, học sinh được khám bệnh đó chị. Student health, học hôm bữa em chưa có. Cái này là vàng áo mưa. Anh nào thích thì có. Chuẩn bị đi chết thì gọi cho số điện thoại này nó lại nó cứu. Is it like yep. What they talk to you. Okay, they talk to you before you die. Maybe you have issues or something. Không Long ơi, em cũng muốn qua Mỹ, em ấy không nè. Này là em muốn qua Mỹ, em kết thúc cái cuộc đời sò Không Long của em thì em gọi vô số điện thoại này. Trời ơi, nói ở Việt Nam kết thúc dễ hơn mà, có gì đâu. Qua đây chi cho kết thúc. Qua đây mà. Lỡ nó muốn đâu nó kết thúc Mỹ nó sang. Người ta có tiền mà, người ta có quyền qua Mỹ để kết thúc. Ủa dính cái tay em vô đó chắc nó không có thấy được vân tay rồi hả? thấy được cái móng tay quá vậy. Rồi. You are fine. Tất cả. Dạ đây để mà. Đang quay yếu vậy. Cái này là những người bị nghiện này. Đà. Đó. Nó cứu anh ra khỏi cái đó mà anh vẫn cứ tiếp tục bị nghiện này, coi như cuộc đời anh là end up ở ngoài đường. Nói chung nghiện cũng khó. You know how many hours? Còn cái này là những cái người mà lạm dụng thuốc á. Cái này nè. Cái này cũng là từ đây mà ra nha, lạm dụng mấy cái substance. Đúng rồi. Lạm dụng thuốc. Yeah. Nó cứu anh trước mà anh vẫn nhất quyết thì coi như là do anh thôi đúng không? Má có đủ đầy đủ chương trình để cứu anh. Nhà nhà là cho housing, senior housing. Đó. Sí. Nhà ở nè, cho người già là senior housing. Đó. Rồi. Ok. Trường học mà có cái. Okay. Đây, trường học sao? Cái này cho học sinh hay cho cô giáo đây? Em nghĩ doesn't matter, ăn cô giáo hay học sinh gì. Xe nổ ăn. Ôi, cái này trả tiền á. Trả tiền hả? Trả tiền cái này nó free đâu, cái này phải trả tiền. Ủa mà chiến này điện 100% thì nó mới trả chứ, còn hybrid nó đâu có cho trả. Nó trả tiền, sạc điện cái này. Dạ. Yeah. Vừa sạc. Phải không? Đường sẵn ở đây nè. Fuel hả? Toyota nó có chiếc xe như vậy, vừa sạc điện vừa chạy xăng. Vậy nó hybrid rồi, tại sao nó phải có nó sạc hay? Nó kêu là hybrid, nó kêu là Toyota nó có một chiếc như vậy á, vừa xăng vừa sạc điện. Ở này mới thấy. Chiếc này khoảng 7-80 không? Không tới đây. Sahara nè, Jeep nè.
chắc này cỡ đó mà hơn nữa, nó chứ giỡn đâu. Cái Bronco mà chạy dầu xăng á là đã 60 rồi. Dạ. Chị này mất tiền chị, đúng không? Dân bên này chạy chạy Cybertruck nhiều lắm luôn. Một hồi mà chị đi chiều chiều mà ra ngoài bãi biển á. Anh đặt đứng miễn phí à? No, trả tiền. Trả tiền đây nè, có cái máy quay đó. Miễn phí đâu. Chart point. Chà, ok. Yeah, phải rồi. Rồi đi.